Trên thế giới, Ấn Độ 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất vaccine FBI được yêu cầu điều tra vai trò của mạng Parler trong vụ tấn công điện Capital Giải cứu khoảng 120 người di cư ở ngoài khơi địa Trung Hải Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 3, xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm hải phòng bắt giữ lượng lớn nội tạng không nguồn gốc đã bốc mùi tại nghệ an bắt giữ đối tượng hoạt động trong tổ chức khủng bố hà nội ô nhiễm không khí người già trẻ nhỏ cần hạn chế ra ngoài Quân xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua thị trưởng thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, ông Muridat Mohant thông báo đã có ít nhất là 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Viện Serum, cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới nằm ở miền Tây nước này. Truyền thông cũng đưa tin các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 5 thi thể tại tòa nhà đang xây dựng sau khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa tại đây. Tuy nhiên, Viện Serum khẳng định vụ hỏa hoạn không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của cơ sở này. Trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc điều hành công ty này, ông Ada Punawana, đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân, song không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Viện Serum đang sản xuất hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp bảo chế. Vừa qua thì ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Kharov, miền đông Ukraine. Nhà chức trách Ukraine cho biết lửa bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà 2 tầng, trong khi đó có 33 người ở bên trong. Cơ quan chức năng công bố bức ảnh tòa nhà với khói tỏa ra từ những cửa sổ bị hư hại trên tầng 2. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được xác minh, song các thông tin sơ bộ cho thấy có thể là do sơ suất trong vận hành hệ thống sửa điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ thị Bộ Nội vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Tổng công tố Ukraine cho biết nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc trên. Cũng tại Mỹ, cô Williams, 22 tuổi, người bị tố trộm laptop của Chủ tịch Hạ viện Pelosi trong vụ tấn công hôm 6 tháng 1, hiện đang bị quản thúc tại gia và đeo vòng giám sát. Vào ngày 21 tháng 1, Cô Riley Rundrida đã ra trước tòa án liên bang Harry Bird sau khi bị bạn trai cũ tố cáo đã đột nhập vào các văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong vụ tấn công đồi Capitol hôm 6 tháng 1. Người bạn trai này thông báo với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI rằng cô William đã ăn cắp laptop của bà Pelosi và định bán nó cho một cơ quan tình báo Nga trong phiên tòa luật sư bào chữa của cô williams cho biết bạn trai cũ vốn bị cáo buộc ngược đãi bị cáo đã phóng đại mọi chuyện khi gọi điện tới fbi để tố cáo Thẩm phán Martin Carson sau đó ra lệnh quản thúc cô Williams tại nhà mà không cần nộp tiền bảo lãnh, nhưng cô sẽ phải đeo thiết bị giám sát gắn hệ thống định vị GPS và phải nộp lại hộ chiếu, chỉ được di chuyển trong quận trung tâm của bang, trừ khi đi hầu tòa tại bang Maryland và thủ đô Washington. Trước đó, thì cô Williams bị tạm giam tại nhà tù quận Dauphin sau khi bị bắt hôm 18 tháng 1. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 1, nghị sĩ Caroline Maroney, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện Mỹ, đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI làm rõ vai trò của nền tảng mạng xã hội Parler có khuynh hướng bảo thủ trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng này. Bà Maloney đã gửi thư tới giám đốc FBI kêu gọi giám sát mạnh mẽ và điều tra Parler và nghi vấn mạng xã hội này hỗ trợ việc liên kế hoạch và kích động bạo lực trong vụ người biểu tình tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 vừa qua. Theo nữ nghị sĩ này, thì Parler cũng có thể nắm giữ bằng chứng liên quan tới vụ tấn công hoặc của tất cả các chính phủ nước ngoài tài trợ cho hành vi gây bất ổn dân sự tại Mỹ một số người dùng Parler đã bị buộc tội đe dọa sử dụng vũ lực chống lại các quan chức trúng cử hoặc tham gia vụ bạo loạn trên. Bà cũng cho biết ủy ban trên đang tiến hành cuộc điều tra riêng rẽ, đồng thời yêu cầu tổ chức một cuộc họp với các quan chức FBI về vấn đề này. Cũng tại Mỹ, mới đây ông Biden đã tuyên bố sẽ sa thải ngay lập tức những quan chức có hành vi thiếu tôn trọng hoặc khinh thường đồng nghiệp, bất kể lý do là gì. Lời cảnh báo được Biden đưa ra khi chủ trì lễ tuyên thệ trực tuyến của những quan chức này. Họ sẽ là những người giúp ông điều hành bộ máy chính quyền liên bang. Cụ thể, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố với 1.000 quan chức chính quyền được ông bổ nhiệm, Tôi không đùa đâu, nếu tôi biết được các bạn đối xử thiếu tôn trọng với đồng nghiệp hoặc coi thường người khác, tôi cam kết sẽ sa thải các bạn ngay lập tức. Xin nhắc lại là ngay lập tức và không trần tình. Ông nói tiếp mọi người đều có quyền được đối xử một cách đàng hoàng và tôn trọng, thứ đã biến mất suốt 4 năm qua. Theo kế hoạch 10 ngày đầu tại nhiệm của ông Biden, tân tổng thống Mỹ hướng đến giải quyết 4 cuộc khủng hoảng mà Mỹ đang đồng thời phải đối mặt, bao gồm COVID-19, kinh tế, khí hậu và bình đẳng sắc tộc. Tuy nhiên để hiện thực hóa những chính sách đầy tham vọng từng nêu, ông cần cả sự ủng hộ của lưỡng viện quốc hội. Tại Bắc Phi vừa qua, thì tàu cứu hộ SOS Địa Trung Hải mang tên Ocean Viking đã giải cứu khoảng 120 người di cư trái phép ở ngoài khơi Libya. Theo bà Sophie Biel, giám đốc một tổ chức phi chính phủ NGO, những người di cư được giải tán khi đang đi trên một chiếc cano quá tải ở cách bờ biển Libya khoảng 66 km. Họ đã được đưa lên tàu Ocean Viking an toàn vào cuối buổi sáng ngày 21 tháng 1. Trong số những người này có nhiều phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả một trẻ sơ sinh mới được hơn một tháng tuổi. Trước đó, hôm 19 tháng 1 đã xảy ra một vụ đắm thuyền di cư trái phép ở ngoài khơi Libya, khiến ít nhất là 43 người thiệt mạng. Theo tổ chức di cư quốc tế IOM, trong năm ngoái thì đã có hơn 1.200 di cư thiệt mạng ở vùng biển Địa Trung Hải. Thưa quý vị, để buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden diễn ra suôn sẻ hôm 20 tháng 1 mà không có bất cứ một sự cố nào, thì hàng trăm vệ binh quốc gia đã ngày đêm làm việc. Tuy nhiên, thì một ngày sau khi lễ nhậm chức của ông Biden kết thúc, hàng trăm vệ binh đột ngột bị yêu cầu rời khỏi khách sạn ở Washington và văn phòng trong đồi Capitol để tới trú ngụ dưới hầm xe của nhà quốc hội Mỹ. Một nguồn tin trong lực lượng vệ binh quốc gia cho biết các binh sĩ trước đó được ở tại các khách sạn địa phương cùng các tòa nhà văn phòng Hart, Dixon và Russell trong Thượng viện Mỹ. Một số bức ảnh cho thấy các binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia bang Maryland nằm ngủ trên sàn bê tông dưới hầm xe mà không có các thiết bị sưởi, trong khi nhiệt độ ở thủ đô Washington ngày 22 tháng 1 có lúc hạ xuống dưới 0 độ C. Một vệ binh quốc gia cho biết có một nhà vệ sinh phục vụ khoảng 100 đến 500 người, không có ổ cắm để sạc bộ đàm hay là điện thoại, vốn là phương thức liên lạc chính của chúng tôi khi được triển khai ở đây. Thưa quý vị, tại Vương quốc Anh mới đây, cơ quan môi trường nước này cho biết mưa lớn và tuyết rơi trên khắp nước Anh và Suway khiến mực nước tại nhiều con sông dâng cao đến mức nguy hiểm. Do đó mà khoảng 2.000 hộ gia đình ở khu vực Đông Disbury, ở Tây Disbury và North Thailand của Greater Manchester phải sơ tán để bảo vệ tính mạng người dân ở các vùng Routine ở Bengal, Chendi ở Bắc và Medhunt ở Merseyside cũng được yêu cầu sơ tán. Tại sông Marseille ở Dishbury và North Endings ở Medhunt, bốn cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đã được đưa ra. Các cảnh báo bão màu hổ phách và vàng có hiệu lực cho đến thứ Năm ngày 21 tháng 1, bão Christoph dự báo sẽ khiến tuyết rơi đến 30cm tại các khu vực phía Bắc. Trợ lý cảnh sát trưởng Nick Bailey thuộc đơn vị Crystal Manchester cảnh báo mực nước ở Disbury, nơi lấy nước từ sông Mersey, sẽ tràn bờ trong vài giờ tới. Ông Nick nói, do đó chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo lũ lụt cho các hộ gia đình trong khu vực nguy hiểm. Bên cạnh gửi tin nhắn, chúng tôi sẽ cử các sĩ quan, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và tình nguyện viên đi gõ cửa từng nhà. Quý vị đang đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 thì xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm. Đây là nội dung trong thông tư 4 quy định về chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 thì chủ xe máy điện phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là 55.000 đồng. Bên cạnh đó thì mức phí bảo hiểm có thể cao hơn tối đa là 15%. Công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một nhà dân ở quận Lê Chân và phát hiện một lượng lớn thực phẩm nội tạng đang phân hủy, bốc mùi hôi thối đang được tập kết tại đây. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong căn nhà này đang tập kết số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm nội tạng động vật đông lạnh, các loại đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, gồm lòng lợn, trứng non, bẹ sữa lợn, lầm bò ốc, thịt vai bò, Ngoài ra thì qua quan sát, đoàn kiểm tra phát hiện trên bao bì lô hàng toàn ghi chữ Trung Quốc hoặc được đóng kín trong các thùng xốp, thùng các tông, không nhãn mát. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng hóa trên và khai nhận đã thu mua số nội tạng này về để bán cho các nhà hàng chuyên đồ nướng và người tiêu dùng tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc lô hàng và sẽ đưa đi tiêu hủy theo quy định. Đồng loạt gia quân kiểm tra thị trường Tết Tân Sửu, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính số tiền là 24 triệu đồng đối với 3 cơ sở bán thực phẩm, gia vị giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền. Cụ thể, theo đơn phản ánh trước đó của đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu sa tế tôm ngon thuận phát, Tổng cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu 2.789 lọ sa tế tôm ngon thuận phát, giả mạo nhãn hiệu tại 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở vi phạm trên và thu giữ hàng hóa vi phạm. Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân trong những ngày cuối năm cần cẩn trọng trong việc mua sắm để không phải mua phải hàng giả, hàng gian. Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hữu Đức, sinh năm 1964, trú tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra, đối tượng Trần Hữu Đức đã tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là tổ chức khủng bố do Đào Minh Quân cầm đầu, có hoạt động chống đảng, nhà nước, hoạt động với ba phương châm sạch, đốt sạch, phá sạch và giết sạch. Nằm trong tổ chức này thì đối tượng Đức làm nhiệm vụ thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức khủng bố. Hiện cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ đối với Huỳnh Thị Đoá, sinh năm 1968, trú tại phường Phú Hòa, thành phố Huế, về hành vi trộm cắp. Và đáng chú ý thì trước đó đối tượng này đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 1, một nhóm thanh niên chở nhau đi trên xe máy dừng trước trạm xăng trên quốc lộ 1A. Ngay sau đó thì một ô tô 7 chỗ từ phía sau đi tới, một người trong xe đã cầm súng bắn vào nhóm người đi xe máy. Tại hiện trường, nhóm thanh niên đi xe máy chạy toán loạn, một người dân đứng gần đó bị trúng đạn cao su vào cằm, được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Hiện công an quận Bình Tân đã trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra và làm rõ vụ việc cho rằng doanh nghiệp thất hứa trong đền bù tiền ảnh hưởng do thi công dự án điện mặt trời. Mới đây, nhiều người dân huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định đã dàn hàng ngang chặn tất cả các xe vào dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp. Hàng chục người dân thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp đã dàn hàng ngang, dùng phương tiện để chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời thuộc dự án này. Vụ việc kéo dài hàng giờ đồng hồ gây hỗn loạn, đám đông chỉ giải tán khi đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ đứng ra yêu cầu bà con bình tĩnh và cho biết sẽ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng như cam kết đã hứa với người dân. Trong đó thì nhiều người dân bị ảnh hưởng, dự án đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù đầy đủ khiến họ vô cùng bức xúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai cá nhân vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Theo đó, ông Trần Văn Lài sinh năm 1973, ngụ ấp Vồ Rơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bị xử phạt 65 triệu đồng vì đã giết hại nai rừng thuộc nhóm 2B. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng. Đối với ông Trần Hải Dương, sinh năm 1987, ngụ ấp Vồ Rơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với hành vi vận chuyển 103 kg thịt rừng, sừng, đầu nai rừng. Ủy ban Nhân dân huyện Trư Prong tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh hai nhóm đối tượng tranh giành bãi cát trái phép tại khu vực suối Tài, xã La Mơ, huyện Chư Sprong. Theo đó, khoảng một tháng gần đây xuất hiện một đối tượng đem theo vật dụng, máy móc tới khu vực suối Tài khai thác cát. Bất ngờ lại xuất hiện thêm một nhóm đối tượng khác tới đập phá đồ đạc, ném dụng cụ hút cát xuống suối và tranh giành nhau khai thác công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án giết người giữa một nhóm bạn nhậu xảy ra tại thôn quán dín ngài xã xín mần huyện xín mần tỉnh hà giang theo đó, trong lúc uống rượu tại lán trại của anh Giàng Xeo Sùng, các đối tượng Giàng Xeo Phành 36 tuổi, Giàng Xeo Sinh 26 tuổi, trú tại thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần và Giàng Xeo Thề 51 tuổi, trú tại thôn Hậu Cấn, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, cho rằng anh Sùng uống rượu ít nên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, ba đối tượng trên đã dùng dao chém anh Sùng, khiến anh này tử vong tại lán trại. Thưa quý vị, Công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai, truy xét nhóm người nổ súng ở trạm xăng trên quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 1, một nhóm thanh niên chở nhau đi trên xe máy dừng trước trạm xăng trên quốc lộ 1A, ngay sau đó thì một ô tô 7 chỗ từ phía sau đi tới, một người trong xe đã cầm súng bắn vào nhóm người đi xe máy. Tại hiện trường, nhóm thanh niên đi xe máy chạy toán loạn một người dân đứng gần đó bị trúng đạn cao su vào cầm được đưa đến bệnh viện ngay sau đó hiện công an quận Bình Tân đã trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra và làm rõ vụ việc công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra và làm rõ vụ việc một nam thanh niên liên tục la hét, dọa đốt quán cà phê vừa xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người hoảng hốt. Trước đó, nam thanh niên khoảng 30 tuổi có dấu hiệu không tỉnh táo đã ôm can xăng rồi mở bình ga la hét, dọa đốt quán cà phê sân vườn ở phường Bình Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Nhiều người đứng ngoài khuyên can nhưng bất thành nên lập tức trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy xe cấp cứu cùng công an địa phương đã đến hiện trường kêu gọi đối tượng bình tĩnh hợp tác. Tuy nhiên, thanh niên vẫn cố thủ bên trong quán cà phê sân vườn. Sau hơn 2 giờ thì lực lượng công an đã ập vào khống chế được đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực trên. Mời quý vị đến với cụm tin bất động sản. Thưa quý vị, hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 dần hoàn thiện thì lại xuất hiện nhiều căn nhà siêu mỏng, siêu nhỏ dọc trên tuyến. Theo đó, sau khi những hộ dân trên tuyến metro bàn giao mặt bằng để làm dự án thì diện tích nhà ở còn lại bị thu nhỏ rất nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và bên cạnh đó thì người dân cũng gặp khó khăn trong việc xin giấy phép xây dựng đối với phần diện tích còn lại. Tuy diện tích còn lại nhỏ nhưng vì là mặt tiền để kinh doanh và là nghề chính của gia đình nên các hộ dân vẫn tiếp tục sửa chữa và bám trụ để duy trì cuộc sống. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình cao ốc văn phòng tại góc phố Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Hà Nội do tự ý cải tạo, thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cấp phép. Ngoài số tiền phạt nói trên, chủ đầu tư dự án bị yêu cầu phải dừng thi công xây dựng, làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Hết thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo rỡ phần công trình vi phạm. Thưa quý vị, tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, toàn bộ 22 gian hàng của 17 hộ dân tại Tam Đảo đã tự nguyện thực hiện tháo rỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, thì huyện Tam Đảo cũng đã tiến hành cưỡng chế tháo rỡ 25 công trình vi phạm trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, bao gồm cả công trình homestay tại khu vực thôn 2 và một số khách sạn tại khu vực trung tâm. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc bình dân chỉ chiếm 1% dự án được xác định là đủ điều kiện huy động vốn nhà ở hình thành trong tương lai năm 2020. Trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là liên quan đến khó khăn về quỹ đất. Và đáng chú ý là các chủ đầu tư chưa thực hiện hiệu quả quy định dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Lý do mà phía doanh nghiệp đưa ra là do những chính sách quy định còn mang tính hình thức. Việc phát triển quỹ đất hiện nay đang có sự mâu thuẫn giữa lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Trong khi đó, thì đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà giá thấp, phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới 50 triệu mét vuông vào cuối năm 2025, đạt chỉ tiêu bình quân là 23,5 mét vuông một người. Về vấn đề quỹ đất, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố cho rằng cần phải có sự phối hợp giữa nhiều sở ngành để cùng giải quyết. mời quý vị đến với phần tin cảnh báo thưa quý vị nắm bắt tâm lý nhẹ dạ của người dân nông thôn gần đây lại xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân đem các mặt hàng đồ gia dụng thực phẩm chức năng về các địa phương giao bán để tạo sự tin tưởng thì các đối tượng lại thuê mượn hội trường văn hóa thôn xóm để quảng cáo sản phẩm và đáng nói các sản phẩm này giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhưng chất lượng sản phẩm lại không kiểm soát được để tránh tiền mất tật mang thì người dân cần cẩn thận với những hình thức quảng cáo bán hàng trên Thưa quý vị, Tri Cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho biết chất lượng không khí tại 34 trạm trên địa bàn thành phố đang chạm ngưỡng xấu và rất xấu. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nhất là nhóm người nhạy cảm. Đối với nhóm người bình thường, nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang chống bụi PM2.5 đạt chuẩn khi đi ra ngoài, đặc biệt là người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết thêm, chất lượng không khí suy giảm, nồng độ bụi tăng cao là do nhiều nguyên nhân, trong đó điều kiện thời tiết là nguyên nhân chủ yếu. Những ngày này trời lặng gió, tốc độ gió thấp, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C, độ ẩm cao 65 đến 85%, trời nhiều mây nên toàn thành phố xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Điều kiện khí tượng này gây bất lợi cho quá trình khuếch tán các chất ô nhiễm trong khí quyển, nồng độ bụi tăng cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.